rồi xuống nha, từ từ thôi nha, <laughs> rồi, đấy à, đập chân đập chân đập chân đập chân đập chân, đúng rồi <laughs> đúng rồi, <laughs> rồi đây 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 quay lại nha, đó rồi nè rồi mạnh tay vô mạnh tay vô mạnh tay vô mạnh tay vô, <laughs> đó rồi bây giờ buông tay ra nha, ấy ấy <laughs> đứng lên rồi, có sao không? Hả? À? em <laughs> <nó> bị gì đâu? <laughs> tập nữa không? Anh Hai. Hả? Em có chuyện này muốn bàn với anh Hai nè. Ừ, đợi anh xíu. Này này nè Bây giờ thì đi lên, ngày mai xuống tập tiếp nha, hả? Không, muốn bơi nữa, không, muốn bay nữa. Thôi nè, nghe lời anh Hai, ngày mai xuống tập tiếp có được không? Nha. Bơi nữa. Đi ngoan. Bơi nữa. Nha nghe lời anh Hai nha, đi lên nha. <laughs> coi chuyện té bây giờ. Định vô đây nè. Nha. Bây nữa. Được chưa? Hả? Đi vô nhà. Mày có tập tới Tết Công Gô cũng không có bơi được đâu. Lan Em đừng có nói như vậy Tội nghiệp nó Nè 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 Rồi chuẩn bị lên nha Nó có hiểu gì đâu mà anh sợ Tập gì cho mệt vậy Lan à Nó là em của em với anh Mình phải yêu thương nó thật nhiều Thì nó mới mau hết bệnh được Biết chưa sao? Người sinh ra nó không thương Sao mình thương nổi Lan Sao em nói như vậy Đấy đấy à, vui quá vui quá chị bà té rồi vui quá vui quá anh có sao không lấy lấy, lấy vui lấy. quá vui quá này này yeah. này này, này lên thôi đi vui quá vui quá thôi đi vui quá được không Đi. vui quá vui quá con ai nói với mẹ chuyện đó vậy ai nói không cần biết tao chỉ hỏi mày là chuyện đó có thiệt hay không thôi dạ con không có Con nhìn thẳng mẹ nè Nhìn lên Con có thương thằng con của Hai Thành thiệt không Nói Lúc trước mẹ kêu con làm như vậy mà Tao kêu mày Là làm cho cha con nó điên đảo vì mày thôi Chứ tao đâu có kêu mày thương nó thiệt Mày hiểu không Tao đã nói mày là không bao giờ được thương đàn ông thiệt tình Mày thương đàn ông thiệt tình thì cuộc đời của mày coi như bị tiêm xuống bồn đen nghe chưa Tại sao lúc nào mày cũng áp đặt Cái bài học từ cuộc đời của mẹ Đi lên cuộc đời của con vậy Con cũng không muốn sống giống như mẹ Im ngay Mày muốn cuộc đời mày không như mẹ mày Thì phải nghe lời mẹ mày dạy nghe chưa Không có thằng đàn ông nào tử tế hết Thằng đàn ông nào tử tế Nó chết hết trơn rồi Thằng Tâm nó cũng là người tử tế Mà nó vẫn còn sống đó thôi Ba cấm anh đi tới cái nhà hàng đó Anh nghĩ chắc em tới được á Em tới để làm cái gì Trước cái nhà hàng á Anh thấy đề có cái bảng Đề là tuyển nhân viên nữ Chắc chắn là để cho em mắt thiên hạ Vậy thật chứ Họ tuyển nhân viên nữ để làm cái gì Thì cái nhà hàng đó Là tuyển những cô gái chân dài Xinh đẹp mà còn trinh Để phục vụ các khách á, mà ở trong hệ thống quản lý của họ <laughs> Vậy thì làm sao họ tuyển được Mấy cô gái chân dài xinh đẹp Mất trinh từ thời còn chưa thành thiếu nữ Thôi đi Em đầu óc em nghĩ về con gái đen tối quá <laughs> Anh hai á Trong sáng ngây thơ quá Thành ra ngớ ngẩn Anh không tin á Thì đi kiểm chứng đi Kiểm chứng hả Ừ Mà bằng cách nào vậy Hử? Ừ. <laughs> bữa nào á em sẽ đưa anh hai vào đời mới được <laughs> ê nè lại nữa. chứ nói chuyện xong mà đi đâu vậy xong rồi là sao là em sẽ đến nhà hàng hương diệt đó để làm tiếp viên nữ ê. nè khi nào em tới nhớ nói anh hai biết nha để làm gì thì để bảo vệ em từ xa <laughs> khỏi cần em sẽ tới đó với nhỏ nhi <laughs> nhỏ nhi <laughs> chào anh chào em anh để sau đó đi em dẫn cho à cảm ơn em dạ chào, em. chào anh anh là anh tâm phải không ạ à? ừ. anh chờ chịu yên lam chút xíu nha nếu hai thành đã nói như vậy rồi thì chắc chắn nó vẫn là một thằng khốn cho nên nó đáng phải bị trừng trị ông Hai Thành còn có một thằng con trai nữa, bị khùng. Không bao giờ mà ông muốn nhắc tới cái thằng đó hết. Nó bao nhiêu tuổi? Con không biết. Nếu như thằng khùng đó mà nó lớn hơn con hoặc là bằng tuổi con, thì chắc chắn nó không phải là con ruột của Hai Thành. Con chào cô ạ, à. chị ơi, khách của chị tới rồi. Được rồi, con đi đi. Ừ. tới trễ 15 phút. Trời ơi. Đi tìm nhà hàng Cẩm Hồng ban đêm hơi Sao không? nó nó giống y chang ba Phước. Chắc chắn đây là con trai của ba Phước rồi. Trời ơi. Hả? anh có cần ăn cái gì thêm không em ngồi đi bé lan nó sao rồi con lan nó ổn rồi à, nó nói với em á là sáng ngày mai nó muốn đi kiếm việc làm vậy à vậy thì cũng tốt cứ để nó ra ngoài kiếm việc làm như vậy nó sẽ biết quý đồng tiền hơn ừ à ừ, cuối tuần này anh đừng có đi đâu hết nha có chuyện gì bữa trước á em có nói với anh là vợ chồng mình sẽ đi xuống nhà của con bé Trâm á. Nhà con bé Trâm là người yêu của thằng Tâm đó. Tụi nó thương nhau cũng được mấy năm rồi. Cho nên em cũng muốn tổ chức sớm, đặng cho nó ổn định. Ờ... Thằng Tâm đó, nó cũng đã hứa với gia đình người ta rồi. Cho nên anh cố gắng sắp xếp thời gian. Để cuối tuần này mình đi xuống nhà của người ta nha anh sao vậy anh muốn thằng tâm lấy một cô gái khác em xin anh đó anh đừng có can thiệp vào cuộc đời của nó có được không anh em năn nỉ anh nếu như em muốn anh coi nó như con của anh thì em phải cho anh quyết định của hôn nhân này <laughs> Người yêu của anh quê ở đâu? Quê Bình Tre Chắc cô đẹp lắm hả? Người phụ nữ nào thì cũng đẹp trong mắt của đàn ông hết mà Đặc biệt là trong mắt người đàn ông của họ Vậy cô đẹp nhất trong mắt của anh chưa? Tất nhiên rồi Tất nhiên là phải đẹp nhất ở trong mắt của tôi rồi Vậy em là xấu hay đẹp trong mắt của anh? quyên lam là đẹp nhất ở trong mắt của người đàn ông khác rồi đặc biệt là ba của tôi đó nhưng em muốn mình đẹp nhất trong mắt của anh kìa <laughs> hình như là cô đang quá tham lam thì phải anh biết không chưa bao giờ mà em có cảm giác rung động kỳ lạ như vậy cho tới khi em gặp anh khi nào thì anh có ý định cưới vợ cuối tuần này tôi sẽ đưa ba má của tôi về quê bến tre để xin phép ra mắt hai gia đình tâm tâm ủa má con lên đây má nói chuyện với con một chút dạ má tối qua má mất ngủ hay sao mà thấy má bơ phờ quá vậy má có chuyện này muốn hỏi con nè có chuyện gì vậy hả má có phải con có hẹn hò gì với cô quyên lam ở nhà hàng hương việt có đúng không ai nói với má vậy ba phải không má ba con không cho phép con chính thức ra mắt gia đình của con bé trâm tại sao Ba con nói là bắt gặp con hẹn hò với lại cô Quyên Lam nhiều lần. Con à, con đã yêu thương con bé Trâm á thì con phải biết giữ gìn ý tứ chứ. Con đừng có lăng nhăn bắt cá cùng lúc hai ba tay như vậy. Ba con muốn con á là phải suy nghĩ chín chắn cho thật kỹ rồi mới chính thức để cho gia đình hai bên đi lại với nhau. Má! Má đừng có tin ba! Bà con nói thật đó! Thậm chí, bà con còn muốn cưới cái cô Nguyên Lam đó về làm vợ của con đó! Yeah! Anh hái cái gì linh tinh nhiều thứ quá vậy <laughs> Thì trong vườn nhà mình có cái gì Anh hái hết luôn đó <laughs> Đại khách quý mà Trời ơi Ở trên thành phố cái gì cũng có hết Thiếu gì đâu anh Dạo này người Sài Gòn không chịu ăn trái cây ở trển đâu Tại vì xịt thuốc không à <laughs> Anh hái để sẵn vậy nè Để thứ sáu này Anh xu xuống Anh đãi khách quý món đặc sản miền quê <laughs> Anh á còn háo hức ngóng hơn cả con gái nữa phải ngóng chứ Lần đầu tiên làm xui mà Hồi hộp thấy mồ <laughs> Không biết người ta có chịu con gái mình không Mà anh cứ xui da xui giá hoài à Trời Con gái mình á Vừa đẹp vừa ngoan Vừa hiền nữa Mình không chịu người ta thì thôi Chứ làm sao ta dám chơi con gái mình Trời Anh tự tin thế ớn luôn vậy đó <laughs> Bà biết không Con gái của mình Nó đẹp như là diễn viên Hàn Quốc vậy đó <laughs> Tôi nói thiệt nha Tại nó không chịu đi thi qua hậu Nó thi là đậu liền à. <laughs> Trời ơi Ba má làm gì mà vui dữ vậy <cười> Còn <cười> Con đi làm ở công ty mới chưa Dạ Ngày mai là con bắt đầu đi làm rồi ba ừ. <laughs> à nè con Hay là con khoan đi làm đã Sao vậy má Ủa bà sao vậy Thì cứ để gia đình thằng Tâm xuống Coi như thế nào cái đã uhm. Đâu có liên quan gì tới mình đâu. Trời ơi, người ta xuống người ta coi được ngày được giờ lỡ như người ta cưới luôn thì sao? Mà đâu phải đó con. Con cứ xin người ta, giờ để tháng sau hãy đi làm. Khi nào làm đám cưới xong á, thì đi làm cũng được mà. Ừ. Biết đâu làm đám cưới xong, thì con lại đi làm ở nhà người ta luôn thì sao? Nhưng mà con thích làm ở dưới đây để được gần ba má. Ờ, à, hổng hay mình xin cho tâm ở rễ nhà mình luôn được không? nhà mình cũng neo người quá mà cái bà này bà cứ tính tính được cho mình không à thuyền theo lái gái là phải theo chồng cứ vậy đi hôm qua mới bị vợ hành hay sao mà nhìn mặt anh không có vui gì hết vậy đâu có em nhầm rồi anh đang rất vui mà vậy hả anh đang vui chuyện gì đó <laughs> thì à, chuyện anh sắp cưới em về làm dâu khiến cho anh thấy rất vui <laughs> anh nói thật đó hả <laughs> vậy thì em chưa hiểu hết hai thành này rồi từ xưa tới nay hai thành này nói là phải làm đã muốn là phải được nhưng mà lỡ như em không muốn thì sao cái gì em đừng có giỡn mặt anh biết là em thích nó và anh cũng biết em muốn lập vợ nó đúng em không phủ nhận là em thích tâm em cũng thích một người đàn ông hiền lành trong sáng và nhân hậu em cũng chẳng hiểu tại sao nữa có lẽ từ nhỏ mẹ của em đã nhồi nhét vào đầu của em những điều thù hận, những suy nghĩ xấu xa về đàn ông. Nhưng mà cho tới khi em gặp Tâm thì em hoàn toàn thấy Tâm không giống như những gì mà mẹ em đã nói. Vậy thì mẹ em là ai? Mẹ em là ai điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là câu hỏi mà em sắp sửa hỏi anh nè. <laughs> em hỏi đi. Em thật sự không hiểu. Anh là cha Bộ anh không thương con trai của anh hả Tại sao ba mình lại như vậy Ông thừa biết mình không hề yêu thương Quyên Lam Ông thừa hiểu những động tác mình cố tình cặp kè với Quyên Lam Là để chọc tức ổng Để phá đám ổng thôi mà hay là ông không hiểu ý của mình thật? Nếu vậy Thì mình cần phải gặp ông để nói rõ ràng mọi chuyện Anh nghe nè Dạ Ba má em mới bàn coi Thứ sáu này nấu món gì để đẩy ba má anh đó Em nghĩ chắc ăn nhất là hỏi coi ba má anh thích ăn món gì ờ anh nghĩ là chắc không cần phải chuẩn bị đồ ăn trước đâu sao vậy anh có gì thay đổi sao ờ um, à không anh với ba má anh vẫn sẽ xuống ý của anh là không cần phải chuẩn bị đồ ăn trước để đỡ phải tốn kém và làm phiền ba má em nữa <laughs> trời ơi, đâu có gì phiền đâu nhà của em có nhà hàng mà chỉ cần đặt món trước là người ta chuẩn bị thôi à ừ. Thôi được rồi Để anh hỏi ý của ba má rồi anh báo cho em biết Dạ yeah. ừ. Ừ. Bye em Tính tiền em ơi Dạ yeah. Dạ Chào cậu Chào chú Dạ Con để xe ở đây chú coi giùm con nha Dạ rồi Cảm ơn chú Dạ Anh à Tất cả lãi ngân hàng mình trả hết rồi anh à Anh nói thật hả Dạ Trả hết lãi ngân hàng rồi mà còn dư tới 300 triệu hay sao Dạ à, Để em kêu cô Liên đem toàn bộ sổ sách và hồ sơ lên đây Để em xem rõ hơn nha <laughs> Vậy thì hay quá rồi còn thương tôi Bây giờ Quyên Lam là vị cứu tinh của công ty Thành Đạt Cảm ơn anh nha Có gì anh phải sâu sát ở dưới đó giùm tôi nha Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động Đừng để bị thất thoát tiền bạc đó <laughs> Anh yên tâm đi Tôi đã được cô Hương Truyền toàn bộ bí kíp Cho tôi hết cả rồi Còn Nguyên Lam á Thì tôi kiểm soát được mà Nhưng có một vấn đề là Anh cần cảnh giác với thằng con trai của mình con xin lỗi con gõ cửa hoài mà không thấy ai trả lời con tưởng là không có ba trong này à... vậy hả ha, anh hai bây giờ tôi phải về phòng mình kia làm ừ. việc anh yên tâm đi chào... dạ chào, chào chú. cậu à... con có chuyện gì Dạ Con muốn nói với ba Là giữa con với Quyên Lam Không có tình ý gì hết Ủa Bữa trước con có nói là con hẹn hò với Quyên Lam gì mà Con xin lỗi ba Thật sự thì Con chỉ muốn phá đám ba với Quyên Lam Để ba có thể quay trở về với má thôi Đó Con thấy con hồ đồ chưa Thật ra giữa ba và Quyên Lam có chuyện gì đâu mà con phải lồng lộn lên như vậy Con xin lỗi Tháng này á Từ nhà hàng Hương Việt đã thu về lợi nhuận cho công ty Thành Đạt hơn một tỷ đồng đó Con có biết không Vậy nha Ba phải làm việc đây Con cũng về mà lo tập trung công việc của mình đi Đừng đi quậy phá lung tung nữa à, Ba Con còn một chuyện muốn nói nữa Chuyện gì Con muốn ba Không thay đổi kế hoạch nữa Kế hoạch gì? Dạ, kế hoạch thứ sáu này đi về Bến Tre đó ba Về Bến Tre đi làm gì? Con đã nói chuyện với má rồi mà Má chưa nói cho ba biết sao? <laughs> nói chung là ba nhiều việc quá, không có nhớ chuyện gì đâu Là chuyện của con với Quỳnh Trâm Tụi con đã yêu thương nhau ba năm nay rồi Má muốn con lập gia đình với là Quỳnh Trâm Thành ra má muốn cả hai gia đình cùng ra mắt cho tụi con Vậy hả? Ba nghĩ bây giờ con cũng đã tới tuổi lấy vợ rồi Thành ra chuyện cưới hỏi cũng là chuyện bình thường thôi mà <laughs> Ba nói thiệt hả ba? Con cảm ơn ba nhiều lắm à, Vậy thứ sáu này á mình về Bến Tre nha ba Con sẽ lái xe đưa ba với má đi Ba, mình có đưa bà nội đi luôn không? <laughs> mà không cần phải đi xuống Bến Tre làm gì Cho nó xa xôi Mới cưới được vợ cho con Ba sẽ cưới cho con ở Sài Gòn luôn Ba nói vậy là sao? <laughs> ba nói vậy Nghĩa là ba sẽ cưới vợ cho con ở Sài Gòn luôn Khỏi cần phải đi xuống Bến Tre làm gì Cho nó xa xôi Nhưng mà gia đình của Quỳnh Trâm là ở dưới Bến Tre Con nghĩ là Nếu mà mình muốn cưới á thì phải về Bến Tre gặp gia đình của Quỳnh Trâm trước chứ <laughs> Ý bà nói á Là ba sẽ lấy vợ người Sài Gòn cho con luôn Cô ấy vừa đẹp Vừa giàu có Hợp với con Mà người đó không phải là Quỳnh Trâm Con hiểu chưa Ba Con đã nói với ba Là con chỉ yêu thương một mình Quỳnh Trâm thôi và con cũng sẽ chỉ lấy một mình Quỳnh Trâm làm vợ thôi Ba có hiểu không? Đừng quan trọng quá tình yêu làm gì Tình yêu và hôn nhân Không có ăn nhập gì với nhau đâu Giống như ba đây Không ai có tình yêu nồng cháy giống như ba đâu Hồi đó Ba mê đắm mẹ con như một thằng điên vậy đó <laughs> Nhưng ba cũng lấy được má Và sống với má hạnh phúc tới bây giờ rồi còn gì quyền lam vừa đẹp vừa dễ thương vỗ giang nó hợp với con ba sẽ cưới quyền lam cho con làm vợ <laughs> con không bao giờ cưới quyền lam làm vợ đâu ba <laughs> dạ em chào chị ủa hai em tới đây xin việc hả à, dạ em thấy nhà hàng của mình có gắn bản thông báo tuyển nhân viên đó chị ờ à, thì ở đây có tuyển nhân viên nữ đó nhưng mà nhưng mà nhưng mà anh sao bộ tụi này không đủ tiêu chuẩn hả à, à, bây giờ thì tụi em cứ bình tĩnh ngồi chờ chị sẽ báo lại với sếp chị ha chị Chị có thể cho tụi em gặp sếp của chị được không? Trời đất, em là ai? Mà muốn gặp sếp chị là gặp liền hay sao? Em phải hẹn lịch trước, hiểu chưa? Không hẹn trước, nhưng mà muốn gặp được không? Hả? Ừ. Xin lỗi chị. À, chị ơi, chị có thể cho em gặp sếp của chị là Uyên Lam được không? Ừ. Ủa, mà em biết chị Uyên Lam hả? <laughs> dạ, em là người quen của người thân chị uyên lam giới thiệu qua đây xin việc Ồ, mà người quen nào vậy em À, dạ anh bạn của em á là anh tâm đó chị dạ anh tâm là người yêu của chị uyên lam đó chị ờ à, dễ đó hả dạ à, nếu như vậy á thì hai em ngồi chờ chút xíu chị sẽ đi gặp chị uyên lam nha dạ <laughs> chị dễ tính quá à <laughs> chị dễ thương nữa cảm ơn em <laughs> <laughs> ba anh bận việc họp đột xuất anh xin lỗi ba má của em nhiều em nói khéo với ba má giùm anh nha ừ có chuyện gì không ổn phải không anh không có chuyện gì đâu anh đâu có quen nói dối đâu mà anh nói thiệt cho em biết đi Ba của anh không đồng ý đúng không anh? <laughs> ừ. Mà để từ từ đi. Rồi anh sẽ thuyết phục ba. Để anh gọi lại cho em. Dạ. Yeah. Ừ. Bye anh. Bye. xuống ăn cơm đi con mọi người ăn đi con không ăn đâu con đã nói chuyện với ba của con rồi phải không <laughs> dạ dạ rồi con bình tĩnh ngồi xuống đây đi con nghe má nói nè để má tìm cách khuyên thêm ba con con đừng có phản ứng gì nữa nghe má má nói đi tại sao ba lại như vậy hả má tại sao ba lại không cho con cưới quỳnh trâm khi ba chỉ mới gặp một lần tại sao ba lại khăng khăng bắt cô phải cưới quyên lam vậy hả má Má có biết đó là người tình bí mật của ba không hả má Má biết không Má biết Má biết như vậy Sẽ rất là khó cho con Con bình tĩnh lại nha em tên gì em tên là kim anh ạ à. quê em ở đâu em ở bến tre em làm gì em đi học học nghề gì em học à em học trường sân khấu điện ảnh đó học làm diễn viên đó hả dạ <laughs> trường sân khấu điện ảnh bây giờ dễ dãi quá ha à, ý là chị chê tôi xấu á hả chị nhìn lại chị coi chị có đẹp hơn ai không <laughs> em nên nhớ là em đang vô đây xin việc tôi đang kiểm tra là em có đủ tiêu chuẩn để làm việc ở đây không nha chỉ là xin việc bưng bê thôi mà chứ đâu phải là hoa hậu đâu mà dữ ừ, vậy muốn làm việc ở đây muốn bưng bê ở đây thì cũng phải đẹp cũng phải đầy đủ tiêu chuẩn nhìn em là tôi thấy em chẳng có đầy đủ tiêu chuẩn gì rồi chẳng qua là tôi nể tình anh tâm cho nên tôi mới gặp em thôi bà cốc cần phải chiêu cố ừ. nhìn thấy mà gớm không hiểu sao mà ông ừ. thôi đi <laughs> đi về tôi có cần bà. con nghe cậu hai nói chuyện lớn tiếng lắm á bà nói sao con cũng không hiểu nữa con mới nói là nó nói lớn lắm mà thì con đứng ngoài cửa con nghe in đâu là đám cưới của anh tâm thì phải á bà cưới vợ cho anh tâm cũng là chuyện bình thường thôi mà chứ có gì đâu phải nói lớn tiếng à. Ê, à. để con đót cho bà Tư à đám cưới cho thằng tâm á thì bình thường còn đám cưới cho tôi là bất bình thường ha sao dạ ừ, em chào chị tư mày hôm nay em xin được mạng phép dẫn người yêu bé bỏng của em là bé bảy về đây để ra mắt với chị mong chị tác hợp cho tụi em hả bình thường thôi mà t tụi bay chị tư cái gì hôm nay hai đứa em á về tới đây xin kinh chiến chị. bà 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 Tư, chữ gì vậy? À, tôi tôi lỡ miệng. Trời ơi là trời. Bớt giận bà, bà Tư. Tao còn sống nhân rặn đây nè. Mày tính trù ẻo cho tao chết. Đặng mày dắt con mập này về đây làm bà nội tao hay sao? hả? hả? Trời ừ. Ủa Coi chị Tư anh kia, Em ăn nhiều hơn anh cũng lắm, còn chút xíu chứ nhiều mà chị tư nói em mập kìa trời ơi chị tư sao lại nói thẳng trong mặt cho người ta nhột vậy rồi chị... đâu đâu quá đúng rồi mày không có mập đâu mày chỉ béo như con heo một chút xíu thôi hà chị tư anh á chị vừa nói em mập rồi còn nói em bà nội anh nữa em hỏi anh nha em về đây là để làm vợ anh chứ em đâu có muốn làm bà nội anh đâu đây nè đây nè mày đòi làm vợ nó có nghĩa là nó muốn làm bà nội mày đó út từ. ơi thôi tôi đi về đây út bỏ lại đi đứng ở đây chị cho chị Từ anh chửi ở trong mặt tôi không à sao chịu nổi à, bảy ơi từ từ đứng lại cái gì cũng có đầu có đuôi Mỗi từ từ nói tôi Món nghe ra, mở cửa kìa đứng lại bảy ơi đứng về mà. muốn ra dạ. bảy ơi bảy ơi muốn ra bà từ mà. Anh nói nghe nè bảy để cho nó về đi Bảy ơi, bảy ơi, từ từ bà bảy Đánh ra bãi... đi <cười> <cười> Ô, ông, ông, ông Út, ông Út, ông Út Chìa khóa nhà Bảy bãi... Trời đất ơi, bãi... người nhà của Út quá hả Ai cũng nhìn bảy chầm dầm hết trơn đâu có, như lạ hả Bảy mất nợ ừ. nha mấy người vậy đó Thôi mà, à đúng Nhà Út cái mặt ai cũng chầm dầm Để, để Út vô, Út nói từng người Mà thôi mà Thôi, vì anh đi nha bất giận, bất giận bất giận nha, thôi thông cảm, bây giờ vậy nè, trong nhà của út á, bảy đừng nhìn mặt ai đó, nhìn một mình mặt út thôi, mặt út dễ thương nè, đẹp trai nè, nha, trời đất ơi, tôi chịu hết nổi rồi, bảy ơi, bảy, bảy ơi, trời ơi, tình yêu của tôi sao mà nó ngang trái quá vậy nè trời ơi, là trời. còn điếm thúi gì vậy? có phải là nó chê em là chân ngắn mà lưng dài phải không cái gì nó dám nói với anh hai là em chân ngắn hả để đó em sẽ qua đánh nó một trận mới được à, 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 à. đi đâu à hả thì để em qua đánh nó thôi đi nè 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 ngồi xuống đây giùm đi cô anh hai nói sao hả anh hai nói là trước khi tới thì gọi cho anh hai sao không gọi nó chưa có bắt cóc đi luôn á là may mắn lắm rồi cái gì nó mà dám mắt cóc em á hả Đừng hòng. Thôi đi em ơi Chỉ được cái to miệng là giỏi thôi à Sao anh hai lại nói em to miệng Mục đích của em tới đó làm gì Thì đến đó để xin việc Rồi nghe anh hai làm điệp viên 007 Cái gì Làm điệp viên á hả Thôi đi cô ơi Theo tôi nghĩ cô không có đủ tư cách làm điệp viên đâu Không một còn chưa có đừng nói là không bảy ừ. Anh hai coi thường em hả Nè nghe anh hai nói nè Muốn làm điệp viên á thì thứ nhất người ta phải có bản lĩnh đúng chưa đó mặt á là phải lạnh như đá đó tâm á thì phải vững như bàn thạch chứ không phải á, vừa mới bị chọc ghẹo chút xíu thôi á, là ngoe ngoẩy đi về đây rồi vậy mà đòi làm điệp viên gì ừ. ờ em dở quá hả <laughs> vậy bây giờ em phải làm sao đứng lên đây. hử ừ. Gì vậy? Ừ. Anh hai nghĩ điều đầu tiên là em cần phải đi đến thẩm mỹ viện. Ừ. Anh kêu em đi phẫu thuật thẩm mỹ ấy, hả? Ừ. Hả? Sao vậy? Anh khùng quá. Nè, nghe anh nói nè, em là chỉ cần đi tút tát một chút xíu thôi, làm rất đẹp mà em muốn vô nhà hàng Hương Việt làm điệp viên thì điều đầu tiên là em phải đẹp, đúng không? Ừ. Nhưng mà thái độ của ông ấy là Đang nói thật hay là nói xéo vậy Nói thật Rất ư là thật Vậy á hả Làm sao ông có thể làm chuyện đó được làm sao ông có thể hủy hoại cuộc đời con trai của ông như vậy? Mà nếu như ông có ý đồ đó thiệt á, thì rất ghê tởm. ừ ông ta là người đáng để đề phòng đó nghe Lam. Không có đùa với thằng cha này được đâu. Bởi vậy mẹ tôi mới thường nói là ông hai thành này không phải là con người. Lúc nào bà già cũng dặn tôi là phải đề cao cảnh giác. Ừ, nhưng mà mẹ của Lam á, cô không phải vừa đâu. Bà đang chuẩn bị tập kết hàng trắng về. Có gì á, hai thành chết chắc. hai người đẹp đang nói xấu vì tôi đó <laughs> mà sao anh đó hả lúc nào cũng nghĩ là người ta đang nói xấu anh mà không phải là nói tốt vậy à <cười> <cười> thôi em nhường lại không gian cho hai người đó mà nè em cũng không tốt lành gì đâu anh thấy thuyết đang đợi ngoài sân kìa <laughs> có chuyện gì mà người đẹp ngồi ưu tư như vậy? Không cái gì, chuyện làm ăn thôi mà. Là chuyện gì? Em đã nói là không có chuyện gì mà. Em định khi nào gì làm con dâu của anh đây Chuyện này anh nói thật đó hả Thật mà Nhưng mà Tâm có đồng ý hay không Vợ của anh có đồng ý hay không